Nho và chanh leo là trái cây chua. Trà nho chanh leo có khả năng giảm cân rất tốt. Với phái nữ sống trên đất nước đang phát triển, họ không những cần thức uống ngon mà còn phải có lợi ích cho sắc đẹp của họ. Hãy hiểu rõ nhu cầu khách hàng, bạn sẽ gặt hái được thành công. Bài học hôm nay, trà nho chanh leo nóng. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học công thức đồ uống, cốt thấp, lãi cao. Bước 1, ủ trà. Cho một tép trà nho vào cốc sứ. Rót 250ml nước sôi vào cốc. Hoàn thành bước 1. Bước 2, tạo vị cho 20ml siro đường, 10ml mật ong vào cốc. Khuấy nhẹ. Bước 3, trang trí và phục vụ. Cắt đôi quả chanh leo. Lọc hạt. Phục vụ kèm đĩa bé. Thìa bé. Bước 1, ủ trà. Cho một tép trà nho vào cốc sứ. Rót 250ml nước sôi vào cốc. Bước 2, tạo vị. Rót 20ml đường và 10ml mật ong vào cốc. Khuấy nhẹ. Bước 3, trang trí và phục vụ. Cắt đôi quả chanh leo. Cạo ruột vỏ chanh leo vào cốc. Phục vụ kèm đĩa bé và thìa bé.